Thưa quý vị, chuyện vợ chồng xung khắc cãi nhau là chuyện mà gia đình nào cũng có lúc gặp phải. Nhưng mà mâu thuẫn với vợ rồi nóng giận tới mức tự châm lửa đốt nhà của mình. Như người chồng ở Nghệ An vào đêm qua thì thực sự là rất đáng trách. Theo công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An, vào khoảng 22 giờ 30 đêm 19 tháng 1, anh Sầm Văn Thuyên, sinh năm 1979, đi uống rượu về không thấy vợ ở đâu. Do lúc trước vợ chồng cãi nhau giờ không thấy vợ nên trong lúc tức giận anh Thuyên châm lửa đốt nhà. Thấy vụ việc, người dân hô hoán chạy sang chữa cháy đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên do sự việc xảy ra vào đêm khuya, ngôi nhà sàn 2 tầng bằng gỗ dễ bén lửa nên toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện hai vợ chồng anh Thuyên đang phải sang nhà hàng xóm để ở nhờ. Nhiều người cứ nghĩ đốt nhà mình thì không ai xử lý được. Nhưng mà thực tế trước đó vào năm 2013 tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, một người đàn ông đã bị phạt 12 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản khi mà tự đốt cháy nhà của mình cũng sau một lần mà mâu thuẫn với vợ. Tổng tài sản thiệt hại là 45 triệu đồng. Lý do người này bị phạt tù là vì trước đó người vợ đã nộp đơn xin ly hôn nên theo tòa án thì một nửa số tài sản bị cháy thuộc sở hữu của người vợ và ông này thì không có quyền đốt.